trong tập 39 phim Tam Quốc. Sau khi Tào Tháo thua trận Xích Bích, cả Chu Du và Khổng Minh đều bố trí quân chốt chặn ở các điểm sung yếu. Trong đó có hẻm núi Hoa Dung, nơi mà Tào Tháo gặp lại một vị tướng quân xưa, hai người đều có ân huệ với nhau, đó chính là Quan Vũ. Trước đó, hai lần Tào Tháo đã đi qua các hẻm núi khác, ông đều đắc ý cười chê. Chu Du và Khổng Minh đã kém tài lại thua chí ta. Nếu như các ngươi để quân mai phục ở đây thì chắc chắn ta đã không còn đường thoát. Nhưng cả hai lần đều có quân mai phục và ông đành phải rút lui. Lần này biết mình đã ở vào thế hiểm và không còn đường lui, ông đành dùng ba tấc lưỡi để xin Quan Vũ. Ông đã khéo léo dùng lời ân nghĩa năm xưa, đã cưu mang, đối xử tử tế và đặc biệt, vân trường qua năm ải chém sâu tướng, ông đã không những không trách phạt, mà còn liên tiếp ra ba đạo chỉ để yêu cầu các quan quân không được khơi khó dễ và ưu tiên để Quan Vũ trở về với Lưu Bị. Ngẩng trời mà khóc khi chữ trung nghĩa đứng cạnh chữ chết, vì biết rằng nếu ông thả Tào Tháo thì đã phạm phải tờ quân lệnh trạng mà ông đã viết với Khổng Minh. Khổng Minh, bậc kỳ tài của thiên hạ, một lần nữa lại khéo léo đưa Quan Vũ vào thế khó, buộc ông phải chết hoặc phải phục tùng tuyệt đối. Cuối cùng, với sự cầu xin của Trương Phi, Triệu Tử Long cùng quần thần tướng sĩ, đặc biệt là sự ra sức của Lưu Bị bằng việc quỳ lạy và xin miễn tội chết cho Quan Vũ, đã khiến Khổng Minh tha tội chết và qua đó cũng củng cố hình ảnh của vị quân sư thiên tài và diệu nghệ. Đây là lần đầu tiên cả ba anh em Lưu, Quan, Trương đều phải lạy trước một người, và cũng là lần đầu tiên Quan Vũ quỳ lại cả hai gối, chắp tay xin ân lệnh của Khổng Minh. Mặc dù là lần đánh ở đồi Bái Vọng trước đó, Quan Vũ và Trương Phi trước trận đều có ý mỉa mai Khổng Minh là đồ nhiều chữ và trói gà không chặt. Qua đó có thể thấy, mưu lược và thần toán của Khổng Minh đều vượt qua sự dũng mãnh về ngoại hình và uy lực của Tam Anh và Triệu Tử Long, đặc biệt là tính cách uy dũng nhưng có phần ngạo mạn của Quan Vũ. Qua câu chuyện trên đã hé mở cho chúng ta về sự tài ba thao lược như thần của Khổng Minh, cũng như một sự kiện lịch sử quan trọng đã cứu sống một trong ngũ hổ tướng của nước Thục xưa. Các bạn đừng quên hãy cảm nhận và đánh giá comment ở dưới cho chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiều clip hơn. Xin trân trọng cảm ơn.